Ankator xây nhà cùng bạn. Ankator xây nhà cùng bạn. Rất vui gặp lại các bạn trên kênh Ankator xây nhà cùng bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với anh chị một cái mẫu nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng anh chị nhé. Đây là không gian nhà vườn mái nhật rất là đẹp. Bạn Caramel sẽ di chuyển gần lại đây. Thì ở đây là tổng cái không gian công trình này là gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ và khu bếp. Thì kích thước mặt tiền cụ thể và chi tiết nào thì tôi sẽ giải thích cho các anh chị từng bước một trong cái hồ sơ bản vẽ này. Thì để các anh chị có cái góc nhìn tốt nhất thì các anh chị có thể quan sát đây. Từ phía bên này sang phía bên này chúng ta là 12m, chiều sâu nhà là 10m. Thì chúng ta sẽ bước 5 bậc, chúng ta vào phòng khách kết hợp với phòng thờ. Và đi phía bên này chúng ta bước 5 bậc thì chúng ta sẽ vào không gian bếp. Và ở đây thì chúng ta có hai sảnh, sảnh chính và đây khu vực sảnh phụ. Và với không gian của công trình này thì chúng ta nhìn thấy các hệ mái trùng trùng lớp lớp lên nhau, chúng ta nhìn rất là đẹp. Với ngói màu xanh và sơn màu cam cùng với các cái họa tiết hoa văn ở các cái trụ cột màu ốp đá màu vàng vương giả, chúng ta nhìn rất là đẹp. Và tất cả cái chân móng đây được ốp gạch để chúng ta sạch sẽ và tránh rêu mốc. Và có khu vực tiểu cảnh phía trước của cái không gian công trình để chúng ta nhìn, và các cái bệ để chúng ta có thể trồng cây cảnh. Đây là góc nhìn tiếp theo. Ở cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ quan sát được khu vực đằng hồi của ngôi nhà để chúng ta bước vào. Và các cái góc nhìn, đây là góc nhìn đằng hồi khu vực bếp, chúng ta bước 5 bậc đây vào cái sảnh phụ đây này. Tiếp theo thì góc nhìn từ trên cao, toàn bộ cái không gian nhìn lên cao để chúng ta hệ mái. Và trong quá trình thi công xây dựng các anh chị chú ý là cái phần giao mái ở đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ có phải có cái tấm inox lót ở phía dưới. Và cái kích thước 1:30, 1:30 là tổng là chúng ta gấp cái V inox là 60cm các anh chị nhé. Đây thì cái công năng bên trong thì rất vui mừng chia sẻ với anh chị. Thì phòng khách của chúng ta đây, phòng khách của chúng ta gần 30m², phòng thờ chúng ta 10m². Và chúng ta đi cái phía bên này vào khu bếp chúng ta là 17m², khu vực phòng ngủ này của chúng ta này, 2-3 phòng ngủ, đây có một phòng ngủ master và đây có tắm, khu vực vệ sinh, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh là được các anh chị nhé. Ở đây thì chúng tôi làm rất là chi tiết, tính toán hết cái diện tích từng khối bê tông một đây này, các anh chị nhé. Bê tông móng là 27 khối này. Đấy, bê tông sàn mái là 20,5 khối này, bê tông sảnh là 3,5 khối này, bê tông cột là 3,5 khối này. Rồi tính rất là chi tiết. Đây, thì các anh chị nhìn cái diện tích của từng phòng. Đấy, kích thước mặt tiền ta là 12m, chiều sâu nhà của ta là 10,3m. Các anh chị nhìn, thì đây phòng khách này, phòng ngủ này, phòng ngủ, phòng thờ này. Các cái diện tích anh chị có thể nhìn trên màn hình. Thì với đơn vị Ankator thì hồ sơ bản vẽ rất là chi tiết, cứ 2D. Đơn vị chúng tôi có bản vẽ 3D cho tất cả các anh chị. Đây 3D hệ mái đây, các anh chị nhìn đây, 3D hệ mái đây, rất là đẹp, rất là chi tiết. Và đặc biệt cái phần bản vẽ hồ sơ kết cấu với công trình này thì chúng tôi sử dụng đó là ép cọc tre và cái tổng hợp vật tư đây, các anh chị nhìn này. Đấy, gạch xây tường móng của tôi là 5.000 viên này, gạch xây tường nhà này hết 31.600 viên này, rất là chi tiết. Thép của chúng ta đây hết 6,2 tấn. Đấy, rất là chi tiết, các anh chị nhìn này. Đấy. Và công trình này rất là nền móng yếu, áp sử dụng cái phương pháp đó là ép cọc tre. Đây bạn Carmen sẽ nhìn đây ép cọc tre này. Cọc tre này thì chúng tôi tính là 26 cây trên 1m² cọc tre ở phía dưới. Đấy, trên nền đất của công trình. Đấy, toàn bộ hồ sơ thì chúng tôi đã hoàn thiện xong. Thì hôm nay thì chúng tôi chia sẻ toàn bộ cái công trình này. Rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế thi công xây dựng của đơn vị Ankator. Các anh chị mà cần tư vấn thiết kế những căn nhà đẹp này hãy nhấc máy gọi điện tôi theo số line 0386325566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả anh chị nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.